Chào tất cả các bạn, hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn cách pha chế xôi trái cây dầm, gồm có là xôi, siêu xôi, nước đường, sữa tươi, dầu ua và húng lủi. Cách làm như sau: mình sẽ cho 70g xôi, 1/10 ly, 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 1/10 ly,
Rồi tiếp tục mình sẽ cho 30ml nước đường. Mười lăm lít siro xoài. Rồi, sau mình sẽ nghiền sản phẩm lên. Rồi, mình sẽ cho một hũ sữa chua. Rồi mình cho một cục đá bào. Rồi mình sẽ cho 30ml sữa tươi. Rồi sau đó mình sẽ tớp whipping cream lên. Rồi mình cho một cái muỗng, một cái ống hút. Đây là sản phẩm của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi học tiếp theo.